Hello các bạn, đầu bếp nhà mình sẽ chỉ cho các bạn một bí quyết làm khô rau sau khi các bạn rửa. Đó là để rau vào rổ, tìm một cái khăn hoặc cái áo sạch trùm rau lại. Để cho nó thời gian sau đó thả vào máy giặt. Xong các bạn thả vào máy giặt nha các bạn. Bạn đó. Giặt mình chụp vào một tiếng. Bật cầu dao lên. Chỉnh nút. Rồi, các bạn chọn chế độ vắt. Chế độ vắt, thời gian là 1 phút là đủ rồi. Đó, 1 phút. Kẹt 1 phút rồi, đã mình hết. Xem thành phẩm. Các bạn hãy nhìn thành phẩm. Cái áo ướt sũng rồi. Nhưng mà rau là cực kỳ khô ráo nha các bạn. Đây. Rau đã khô nha các bạn. Thấy không? Không cần giọt nước nào luôn nha bạn. Dùng ra bạn sẽ thích là thấm gia vị. Ok, các bạn đã xem.